Chào tất cả anh em, hôm nay lại giới thiệu cái mẫu máy tính gaming đến từ hãng MSI cho anh em. Con này thì đặc biệt cái nó chạy card GTX 1060. Nếu mà so với các thương hiệu trên thị trường chẳng hạn như Alienware thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 10 triệu đồng. Thì cùng mình đánh giá trên tay luôn trên sản phẩm này. Đây là một sản phẩm của em Tiến thì em cũng đang tham khảo, và mình cũng vừa là một bài tư vấn cho anh em và vừa giới thiệu những tính năng mạnh trên chiếc máy này. Các bạn có thể nhìn thấy ngoài hình thức ở bên ngoài của nó thì riêng phiên bản này tên của máy nó là GE62VR6RF Aperture Pro. Cái tên của máy này. Tất cả những cái điểm mạnh của chiếc máy thì hãng nó đã dán sẵn ở bên trên. Những cái công nghệ mạnh chẳng hạn như công nghệ VR, GTX 1060 6GB, ổ cứng PCIe 3, ra hai màn hình, rồi những cái công nghệ chẳng hạn như là của hãng Tatsuri này, công nghệ âm thanh, công nghệ turbo quạt đầy đủ hết ở trên máy. Con này thì các bạn nhìn luôn, nó là phím RGB, chúng ta có thể chỉnh màu tùy ý. Và phím của hãng Tatsuri thì anh em đều biết là nó hỗ trợ rất tốt trên các dòng MSI, chủ yếu là dành cho các game thủ và các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp. Dòng phím này thì có khả năng gõ rất là sướng. Đây, các bạn có thể thấy là hầu như là mình không hề có tiếng động gì cả. Thực ra đối với các cầm thủ, nếu chúng ta muốn chơi game hay là làm đồ họa chuyên nghiệp, nếu mà muốn trải nghiệm thêm những cái sự bên ngoài thì theo như mình vẫn cắm thêm một cái bàn phím dạng cơ bên ngoài, chúng ta gõ thì nó sẽ đỡ sót trên máy. Còn toàn bộ dòng phiên bản này thì đều làm bằng hợp kim nhôm. Và trọng lượng của nó thì khoảng 2,5 cân như này. Mình sẽ gập xuống anh em. Nếu để ở trên bàn thì cái máy nó cũng không phải quá dày mà cũng không phải quá mỏng. Và cái nhược điểm trên các dòng vỏ nhôm thì anh em đều biết đó là rất dễ bám vân tay như này. Nhôm thì nó sẽ dùng cái vật liệu này, nó sẽ cao cấp. Nhưng mà cái nhược điểm anh em đều thấy, để khắc phục những điểm này thì mình vẫn hay tư vấn cho anh em, đó là dán một lược ni lông chống mờ hoặc xước trên này, vừa đẹp máy vừa bảo vệ máy mà nó sẽ chống bám vân tay. Còn logo gaming con này thì khi chúng ta mở lên đèn thì nó sẽ sáng con rồng lên rất đẹp với buổi tối. Đây các bạn có thể thấy này. Và anh em để kỹ trên những cái sống này, MSI nó tạo những cái sống này, thứ nhất là làm cho khỏe cái trục bản lề như này, và những cái máy nó sẽ khỏe hơn, và những cái nói chung là cái mặt này vừa đẹp vừa khỏe. Đây, mình gắn bản lề này, bản lề sang này thì cũng khá chắc chắn. Đằng sau thì MSI anh em có thể thấy là nó chỉ bố trí hai cái hốc tản nhiệt như này, và đây là những cái điểm nhấn mà làm cho đẹp cái máy hơn. Hai hốc này thì nó hút gió và tản gió ra đằng sau, nó sẽ không gây cảm giác nóng khi chúng ta chơi game ở những cái sườn bên trái và sườn bên phải. Còn bên dưới của máy thì anh em có thể thấy này. Và đây là một sản phẩm chính hãng tại thị trường Việt Nam, được bảo hành 2 năm nếu chúng ta mua máy mới. Còn trên tay mình đây là một sản phẩm đã qua sử dụng rồi. Đây. Và toàn bộ những cái hốc này thì nó hút vào, anh em có thể thấy là hệ thống tản của nó bên trong rất tốt. Và con này thì nó sẽ có hai quạt, một tản cho CPU và một cho GPU riêng. Bên tay trái của mình thì MSI bố trí rất nhiều cổng, gồm cổng LAN này, USB 3.0, HDMI, Mini Display, cổng thêm một cổng 3.0, và đây là cổng USB 3.1 này, cổng âm thanh và cổng mic đều có đầy đủ. Đằng trước thì MSI sẽ bố trí những cái hốc này thì nó là hốc loa, chúng ta nghe âm thanh hay hơn này, và những tín hiệu đèn, đây là tín hiệu pin này, wifi, ổ cứng. Bên này thì vẫn thêm một cổng USB 2.0. Mặc dù là dòng gaming nhưng lại vẫn còn ổ đĩa như này, thì chúng ta sẽ hỗ trợ chúng ta nâng cấp, nếu chúng ta thêm ổ cứng thì vẫn có thể cắm vào đây. Nhưng chắc chắn bên trong máy thì nó sẽ có một khe cắm ổ cứng 2 Flaming lẫn khe M2, và đây thêm cái ổ nữa chúng ta sẽ lên 3 ổ. Còn đây là cái đầu thẻ này, cổng sạc. Con này để nhìn vào màn hình luôn thì chắc chắn trên cái phiên bản này của mình thì nó sẽ có tấm nền IPS thì nó sẽ sáng được như này. Trên một số dòng điểm yếu của dòng gaming thì lại mình thấy thì hay có những cái con kiểu dạng như là màn hình TL nó sẽ không được đẹp như con IPS như này. IPS nó sẽ hỗ trợ góc nhìn nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cấu hình của em này. Các bạn chú ý là cái camera của nó đây nhá, được giới thiệu là 2.0, có mic và cả hai cái mic này. Máy được trang bị một vi xử lý Core i7-6700 2.68 CPU, RAM trang bị sẵn trên máy là 16GB chuẩn RAM DDR4. Lưu ý với các bạn thì dòng này vẫn có khả năng nâng cấp RAM, maximum lên 32GB RAM. Em này thì nó trang bị hai cọng màn hình, đây là cọng màn hình ON này. Màn hình của nó là 15,6 inch, có tấm nền IPS nhé, 1920x1080. Còn bây giờ mình sẽ hướng cho anh em xem cái cặp màn hình gốc của nó trong máy này.
Đây các bạn có thể thấy cả màn hình CD10 1060. Chúng ta xem bộ nhớ gốc của nó bao nhiêu đây thì vào đây này. Các bạn lưu ý là dòng này có cả bộ nhớ 3GB và bộ nhớ 6GB. Đây anh em có thể nhìn thấy là 6GB DDR5 này. Bit của nó thì anh em nhìn là 192 bit này. Và nó có thể mở rộng bộ nhớ từ RAM ra đến đấy 14GB này. Chúng ta cắm thêm RAM thì cái này nó sẽ lên, hôm vừa rồi mình thấy là 22GB là cao nhất. Bây giờ mình cho anh em xem nút cái ổ cứng của nó. Đây anh em có thể thấy là hai ổ cứng bên trong này. Cái này là 128GB SD để chạy hệ điều hành này. Mình xem ổ gì vào đây này. Một con ở dưới là Samsung. Con này là LVMe này anh em này. Chuẩn này chạy khá cao này. Con này thì là HD, ổ Hitachi này, 1T. Ok. Khách quan lại thì chiếc máy này có khá nhiều điểm mạnh và giá thành trên thị trường thì mình cũng thấy rẻ hơn rất nhiều so với người, có nghĩa là những người anh em trong cái mảng máy game, đặc biệt là rẻ hơn Alienware. Còn nếu mà so với dòng Asus ROG thì con này mình thấy nếu đánh giá với thiết kế thì mình thấy nó ngon hơn, bởi vì dòng tản nhiệt của MSI vẫn được đánh giá cao hơn một chút so với Asus. Cái nhược điểm duy nhất trên dòng này mình không thích cho lắm đó là anh em đều biết rồi, mình vừa nói đó là rất dễ bám vân tay và trên, nếu mà tay anh em có mồ hôi trên này. Còn giá bán một phiên bản cũ trên thị trường như này, nếu nó còn bảo hành thì thường nó sẽ ở mức khoảng dưới 30 triệu đồng để cho những anh em lưu ý lựa chọn. Còn với cặp màn hình 6GB và i7 RAM 16 cộng SD rồi thì chúng ta có thể làm được mọi việc. Nếu anh em yêu thích đã bắn game chẳng hạn như tựa game hot như PUBG, con này thì anh em có thể tùy chỉnh chơi thoải mái luôn anh em ạ. Còn với cặp 1060 thì anh em thoải mái có thể dùng đồ họa 2D, 3D rồi Photoshop hoặc cũng có thể dùng render thoải mái trên chiếc máy này được. Nhưng lưu ý với anh em, dòng card GTX thì không phải dành cho dân dựng hay là dân, chủ yếu là để làm đồ họa kỹ thuật. Bởi vì card này thì nó tối ưu hóa cho anh em chơi game nhiều hơn, nhưng vẫn có thể làm được nha anh em nhé. Đó là những cái lưu ý để anh em mua dòng máy này.